phát sóng vào lúc 12h30 phút từ trưa thứ Hai tới trưa thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, ngày hôm nay sẽ bắt đầu cho một chuỗi những chương trình rất là đặc biệt bởi vì tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Thế nhưng chương trình vẫn muốn được ghi hình để có thể tiếp tục gửi đến cho quý vị khán giả những phút giây thư giãn và đồng thời là truyền đến quý vị khán giả những nguồn năng lượng tích cực từ phía các vị khách mời. Mà ngày hôm nay Khánh Thanh Huyền cùng với các khách mời của chương trình chúng tôi đang ghi hình ở tại nhà của mình. Tuy nhiên, Thanh Huyền đảm bảo là những thông tin gửi đến quý vị vẫn cực kỳ chất lượng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau nói về một chủ đề mà Thanh Huyền nghĩ rằng tất cả chị em phụ nữ chúng ta đều rất là quan tâm, đó chính là chủ đề về nám da, kẻ thù của người phụ nữ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với khách mời xinh đẹp MC, hoa hậu, diễn viên Kiều Ngân xin được giới thiệu đến với quý vị khán giả. Xin được gửi lời chào đến MC Thanh Huyền và Kiều Ngân xin được chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ. Nhiều khi Thanh Huyền cũng sợ là đường truyền thì có thể là sẽ bị yếu, nhưng mà đảm bảo là nhan sắc thì lúc nào cũng là chất lượng cao. Mà Thanh Huyền nhìn ở đây là Thanh Huyền thấy là dường như là chị Kiều Ngân không có gặp vấn đề về nám da đâu nhở? Nói như vậy cũng không phải đâu Thanh Huyền. Ngân cũng đã bước qua cái độ tuổi là trên 30 rồi đó, nên là Kiều Ngân rất là quan tâm đến các vấn đề về da. Theo như Kiều Ngân biết thì phụ nữ trên 25 tuổi á là đã bắt đầu phải quan tâm đến việc chăm sóc, bảo trì cho làn da của mình rồi. Bởi vì ở độ tuổi này thì da đã bắt đầu có những cái dấu hiệu xuống cấp và những cái tế bào da nó không còn được mịn màng như ở độ tuổi đôi mươi nữa, đúng không Huyền? Mà Thanh Huyền để ý là nhiều khi còn do cơ địa nữa. Thanh Huyền từng quan sát là có những bé gái, các bạn nó mới học cấp 2 thôi nhưng mà thậm chí là da đã gặp phải tình trạng nám da rồi. Ở tùy cái độ tuổi, tùy cái thể trạng, cũng giống như Thanh Huyền vừa chia sẻ, và đặc biệt là tùy tính chất công việc thì chúng ta sẽ có lượng sắc tố melanin ở trên bề mặt da của mình nó thay đổi như thế nào và thay đổi theo cái nội tiết tố của người phụ nữ nữa. Nhiều khi Huyền để ý không, mình bị stress á cũng rất là dễ gây nám da nha. Khi mà mình hiểu đúng hơn về nám da thì mình sẽ có cách để chung sống với tình trạng nám da. Cái biểu hiện về da, một cái tình trạng da mà rất là khó để mà có thể điều trị được. Thanh Huyền thấy mọi người tốn cực kỳ nhiều tiền, phải đi bắn laser rồi làm rất là nhiều thứ thì mới có thể giải quyết được phần nào tình trạng nám da. Có đúng là như vậy không chị Kiều Ngân? Cái khó khăn lớn nhất mà Kiều Ngân có quan sát và có lắng nghe cũng như là có tiếp xúc với các bác sĩ về da liễu và các chị khách, đi gọi là các chị, đã tìm đến bác sĩ da liễu để điều trị về tình trạng nám da của mình, đó là gì Thanh Huyền biết không? Là bởi vì các chị không hiểu về cái lý do về cái tình trạng nám da cũng như là không hiểu về làn da của mình. Cái nám da nó rất là khó để điều trị là bởi vì nó có rễ, nó sâu xuống làn da của mình. Và nó có bắt đầu từ bên trong cơ thể nữa, nó ảnh hưởng tới nội tiết tố và rất là nhiều thứ xung quanh. Nên là khi các chị cứ nghĩ là nám da chỉ là cái vấn đề trên bề mặt da thôi, thì do đó mình sẽ không có tìm được cái cách chăm sóc và điều trị nám da đúng cách. Đó là cái sai lầm phổ biến nhất mà Kiều Ngân để ý là các chị em phụ nữ hay mắc phải. Kiều Ngân có biết đến những cái phương pháp nào để đi mà điều trị nám da mà an toàn và hiệu quả không? Để nói là kể hết tất cả các phương pháp điều trị thì chắc chắn là mình sẽ không có chuyên môn như bác sĩ da liễu rồi. Nhưng mà theo như Kiều Ngân biết á, thì mình có thể sử dụng phương pháp là lăn kim bề mặt da nè. Tên viết tắt của nó là PRP, là mình lăn kim, mình tái tạo lại làn da, mình sẽ giải quyết được vấn đề là da không có đều màu, cũng như là giải quyết ngay tại cái vị trí mà cái nốt nám của mình, cái nốt da sậm màu của mình nó hiển thị rõ trên bề mặt. Và lăn kim kết hợp với laser siêu xung. Nhưng nám da nó xuất hiện và nó là một cái hệ quả của cái việc thay đổi nội tiết tố bên trong mình nữa. Nên không chỉ giải quyết bề mặt, mình còn phải uống thuốc, chế độ dinh dưỡng của mình á, đầy đủ các vitamin khoáng chất để nuôi dưỡng cho làn da nè. Đó là bên trong, còn bên ngoài thì mình đừng bao giờ quên đi ra đường mà không sử dụng kem chống nắng nha. Cái điều này rất là quan trọng. Thanh Huyền thấy hiện nay là còn có cả những cái trào lưu và mọi người đang tranh luận rất gắt là không biết là bôi kem chống nắng một cái lượng như thế nào thì mới là đủ cho làn da của mình. Có người nói là phải bôi rất là nhiều giống như là thấm gì đó, còn có người thì nói là mình bôi đủ một cái đốt sống tay. Thì chị Kiều Ngân có kinh nghiệm trong cái việc này không? Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái việc là không lẽ lúc nào mình cũng phải chống nắng, nắng nó có hại đến cơ thể mình như vậy hay sao, thì nó không phải nha. Những cái người mà duy trì được cái sức khỏe của họ luôn ở trong cái tình trạng minh mẫn á là những người rất là siêng tắm nắng vào buổi sáng. Theo như Kiều Ngân biết thì từ 7 giờ cho tới 9 giờ á là một cái khoảng thời gian rất tuyệt vời để chị em phụ nữ của mình, thậm chí là cả các bé sơ sinh nữa, thì rất là hợp để mình tắm nắng
và không cần bôi kem chống nắng trong cái thời điểm đó luôn. Bởi vì ánh nắng lúc đó rất là tốt để cơ thể có thể hấp thụ vitamin D. Thì nắng không phải lúc nào cũng xấu nha mọi người. Mình phải canh đúng cái thời điểm tuyệt vời để mình có thể tắm nắng và mình hỗ trợ cho cơ thể có một cái lượng vitamin D dồi dào, không những tốt cho cơ thể, tốt cho sức khỏe mà còn chắc xương nữa. Còn sau cái thời điểm đó đi á, thì có những chị em á, cứ nghĩ là đi từ đây ra đầu ngõ thì chắc cũng không cần bôi kem chống nắng đâu. Hay là khi mà mình ngồi làm việc trong văn phòng á, không có ánh nắng trực tiếp cũng không cần kem chống nắng, đúng không Thanh Huyền? Những cái đèn đèn LED, đèn huỳnh quang, đèn ở trong văn phòng, trong nhà là Huyền có nghe nói là cũng làm cho da mình bị xấu đi luôn. Chính xác luôn. Đặc biệt là cái đèn phim trường, những cái ánh đèn đó chứa tia UV rất là cao luôn. Nếu như mình không có thói quen mình bôi kem chống nắng thường xuyên, da sẽ gặp phải những cái tình trạng bị tổn thương do tia UV mà mình không biết. Mình cứ nghĩ là mình đâu có phơi nắng buổi trưa đâu, mình đâu có đi ra khỏi nhà hay đi ra khỏi trường quay đâu, tại sao da mình vẫn cứ bị khô, vẫn cứ bị sạm nám vậy? Thì đó là lý do nha mọi người. Theo như kinh nghiệm của Ngân á, thì mình sẽ lựa chọn hai loại kem chống nắng, một dành cho da mặt riêng và dành cho body mình riêng luôn. Đó, thì với da mặt thì mình chọn loại kem chống nắng mà nó khô nhanh, nó dễ thẩm thấu và mình rất phải để ý tới cái chỉ số SPF và SPA có mấy dấu cộng phía sau á, thì mình đọc kỹ hướng dẫn để mình chọn được cho cái làn da của mình cũng như là cái nhu cầu công việc và cái tính chất công việc của mình, làm sao có một cái loại kem chống nắng vừa phải, nó không có bí da, nó hợp với làn da của mình mà nó có tác dụng trong cái việc là gìn giữ da của mình, bảo vệ da của mình thoát khỏi cái độ tổn thương của tia UV. Còn một loại nữa mà Ngân nghĩ là Thanh Huyền sẽ rất là thích luôn, đó là viên uống chống nắng. Ngoài những cái viên uống mà bổ sung collagen, bổ sung vitamin, thì có một cái loại viên uống rất là đặc biệt chuyên dùng để chống nắng cho chị em phụ nữ mình, và thậm chí là cánh đàn ông, cánh mày râu mà muốn đi dã ngoại cũng có thể lấy uống luôn. Đó, thì nó rất là dồi dào vitamin và nó giúp cho cái làn da của mình chống lại được những cái tổn thương do ánh nắng mặt trời đem tới. Thanh Huyền thấy là ở một số những cái quốc gia mà họ có cái công nghệ làm đẹp tiên tiến, ví dụ như là Hàn Quốc và Nhật Bản, thì dường như là họ đã chống nắng và họ quan tâm đến cái tình trạng là oxy hóa, lão hóa da từ rất là sớm rồi. Thì chị Kiều Ngân nghĩ là tầm cái độ tuổi mình bao nhiêu thì mình đã bắt đầu phải quan tâm đến cái việc là ngăn ngừa tình trạng nắng da rồi nhỉ? Cảm ơn Thanh Huyền đã nhắc đến xứ sở kim chi là đất nước Hàn Quốc nha. Đây là một đất nước láng giềng mà Ngân nghĩ là họ có rất là nhiều những cái công nghệ về chăm sóc da nè, về điều trị những cái vấn đề gặp phải cho làn da, và mình có thể thấy được là các chị em phụ nữ ở bên Hàn Quốc lúc nào cũng có một cái làn da mọng nước, hầu như là không có lỗ chân lông, không có vết sạm nám và rất là đáng để mơ ước, đúng không nào? Bởi vì họ có một cái quy trình chăm sóc da, skin care rất là nhiều bước và rất là nhiều những cái sản phẩm tuyệt vời mà mình có thể học hỏi được từ các chị em xứ sở kim chi. Và theo như bạn bè của Ngân bên Hàn Quốc chia sẻ thì khi họ bắt đầu học cấp 2 á, họ bắt đầu ý thức về việc là phái đẹp có quyền làm đẹp, và đó sẽ là một cái đặc quyền rất là tuyệt vời cho phái nữ. Thì họ đã bắt đầu biết skin care rồi nha Thanh Huyền, không phải như mình là đã biết là cấp hai là biết đắp mặt nạ, là biết sử dụng kem chống nắng, là biết sử dụng cushion nè, má hồng và son dành cho độ tuổi đến trường ở bên Hàn Quốc á. Cấp 2 là các bé đã có riêng một cái dòng mỹ phẩm dành cho mình luôn đó nha, chứ không phải là dùng mỹ phẩm của mẹ đâu nha. Cảm ơn chị Kim Ngân và những thông tin rất là thú vị cho ngày hôm nay. Thanh Huyền biết là nám da là một cái tình trạng rất là khó để mà có thể cải thiện dứt điểm của chị em phụ nữ. Và có nhiều chị em họ cảm thấy mặc cảm, họ cảm thấy mất tự tin bởi vì cái vấn đề này trên làn da của họ. Không biết là chị Kim Ngân có muốn nói gì để mà có thể truyền một chút cái nguồn năng lượng tích cực đến những chị em phụ nữ ngoài kia không? Như Thanh Huyền nói, mình không thể nào mình chữa dứt điểm được nó, cũng như là mình sẽ không bao giờ đi ngược lại quy luật của thời gian và quy luật tự nhiên hết. Nên theo Ngân nghĩ, mình luôn phải chuẩn bị một cái tinh thần là sống chung với tuổi tác của mình, sống chung với sự lão hóa mỗi ngày của mình một ít, miễn là mình đừng có bị căng thẳng, bị stress, thì cái chất lượng cuộc sống của chị em sẽ được tăng lên đáng kể. Chính cái niềm vui trong cái lối sống, cái sinh hoạt lạc quan và tích cực của các chị sẽ góp phần giúp cho các chị giảm được tối thiểu cái tình trạng lão hóa da. Cảm ơn chị Kiều Ngân về buổi trò chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Thanh Huyền nghĩ là thông qua những điều mà chúng ta vừa mới trao đổi với nhau, Thanh Huyền nghĩ là các bạn khán giả cũng đã có thêm những cái thông tin rất là hay để mà chăm sóc cho làn da của mình ngày càng hoàn thiện hơn. Và xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 12:30 từ trưa thứ 2 tới trưa thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9 Sông Hơi Đỏ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.